Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín là Tgaming đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hành trình trong thế giới Mini World sinh tồn núi lửa nha mọi người. Thì ok, thì trước khi vào video mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nhé. Thì trong tập trước đó mọi người mình đã có xây được một căn nhà hiện đại trong sinh tồn khá là xịn sò con bò luôn. Và trong thời gian nhớ tập á, mình cũng đã dọn đồ ở bên ngoài vào bên trong. Và cái phòng bên này mình sẽ làm cái phòng kho nha mọi người, bỏ khá là nhiều rương luôn. Đây, khá là nhiều rương luôn. Và ở trong này á, thì mình chưa có ở trong này mình trồng một cái gọi là cây dưa hấu và cây bí ngô hay sao đó. Mình trồng cho nó gọi là có chút thiên nhiên, chút tự nhiên trong nhà. Và đây mình sẽ bỏ một cái bàn ở đây mà và mình chưa biết để gì trên đây hết. Mình sẽ dự định là chế tạo đây, mình sẽ dự định nung lên và hình như là có thể chế tạo được cái bông hoa đúng không ta? Mình cũng để bây giờ mình lấy ít than qua bên này đã. Mình sẽ không phải. Mọi người biết cái bình chế tạo bởi cái gì không ta? Mình muốn chế tạo cái bình để đựng ho đó mọi người. Hình như là mình phải mở khó cái bình đó hay sao á. Khá là xui rồi. Mình không có được cái bình đó rồi. Mình sự định có cái gì bỏ đặt được trên đây thì mình sẽ đặt lên để cho nó đẹp hơn. Còn trang trí xung quanh thì mình chưa biết trang trí gì hết mọi người. Còn ở trên này thì mình sẽ đặt một cái chậu ho, đây là cái cây ho và ở cái này là cái điểm hồi sinh nha mọi người. Bởi vì trong phiên bản này á mọi người, mình khi mình ngủ á nó không có hồi sinh điểm hồi sinh nữa, mà mình phải hồi sinh bằng mình phải chế tạo cái này nè mọi người. Thì cái cục này sẽ được chế tạo bằng chế tạo làm từ đá đó mọi người. Để bây giờ mình xuống cho mọi người xem. Mọi người chỉ cần bao nhiêu cục đá, mình để mình xem thử bao nhiêu cục đá đó ta. Đây, mọi người chỉ cần đây, mọi người chỉ cần 6 cục đá là chế tạo được cái đó rồi. Là chúng ta có thể lưu điểm hồi sinh ở đó rồi đó mọi người. Khá là xịn sờ combo luôn. Và để bây giờ mình cắt bớt độ vào trong đã. Thì trong tập này mình sẽ dự định đi ma nha mọi người. Hiện tại trong người mình còn gì không ta? Để mình nhét hết đồ vô đây mọi người. Mình sẽ làm một cái hang nhỏ nhỏ dưới đây. Mình sẽ đập đào xuống và đi dưới sâu bên dưới để làm một cái hang trong nhà luôn mọi người. Và hy vọng tìm được thật là nhiều khoáng sản nha mọi người. Để mình còn thiếu gì nữa không? Mấy cái bông này thì mình sẽ cất hết đi. Cái bông này mình sẽ bỏ qua cái rương này. Thì cất gỗ này đi. Và chắc như vậy là ổn rồi đó mọi người. Mình sẽ đem theo hết mấy cái này đi, có gì cần thì mình sẽ sử dụng thêm. Và hình như trời tối rồi, bây giờ mình đi ngủ cái đã. Đặt cái giường ở đây, ngủ tại đây luôn đi. Đó, có cái giường, mình sẽ đem theo một cái giường nha mọi người. Cái giường này khá là tiện lợi luôn, bởi vì bây giờ chúng ta ngủ không có lưu điểm hồi sinh nữa nên là cái giường này cũng khá là tiện lợi cho mình, đi theo đâu là có thể ngủ ở đó cũng được. Và chúng ta có thể lưu điểm hồi sinh ở đó nữa. Và đó, bây giờ mình sẽ đập ở xuống phía dưới nha mọi người. Rồi, và bao nhiêu đầy đủ chưa ta? Mình sẽ cùng cái xẻng đào luôn. Thiếu rồi. Mình thấy mình xây cái chỗ này hơi ngu này nha. Vài bữa để nếu có thời gian mình sẽ sửa lại một chút. Rồi bây giờ mình sẽ đào xuống phía dưới như thế này. Đây. Đó, và bây giờ mình sẽ đào xuống sâu bên phía dưới một tí để kiếm kiếm cái hang hoặc là kiếm cái khoáng sản nào đó để mình gọi là kiếm thật nhiều khoáng sản để trong sử dụng trong tương lai nha mọi người. Còn để bây giờ mình đào xuống phía dưới tìm được hang thì mình sẽ quay lại nhé. Okay. One hour later. Ôi mọi người, và trước mặt mình sẽ có một cái hang rồi kìa. Ui kê, xịn sò. Và để bây giờ mình đào thẳng ra đây. Hay hình như là trước mặt mình cũng khá là gần thôi chứ không có xa mấy đâu. Và mình thấy một em ở bên rừng mưa ấy sao mọi người. Em gọi là em phù thủy em gì đó. Đây nè, đó trước mặt mình luôn nè. Sợ thật sự. Và hiện tại là tầng thứ 33. Và ở dưới này thì nó chắc cũng chưa có nhiều khoáng sản lắm đâu. Thôi mình sẽ cắm một cái đuốc lên đấy. Và tiếp tục đào trước mặt thôi. Và cũng sắp tới rồi. Đây là quặng hiệu ứng hay sao mọi người. Nè, quặng màu vàng là quặng hiệu ứng nè. Rồi, và được đấy, nó sẽ rơi ra mấy em này khá là khó chịu luôn. Đó, mình sẽ quấn mấy em này để ra mấy cái quặng chấm hỏi đó mọi người, để mình có thể phù phép được cho. Đây, bây giờ mình đào xuống dưới. Đó, em này nữa. Bây giờ mình sẽ làm cái đường xuống phía dưới nha. Cẩn thận một tí xíu. Ok, và ở bên này thì chúng ta có quặng đồng nữa. Và mình sẽ coi cẩn thận một cái đường, làm một cái đường đi xuống cho đàng hoàng tí xíu, để mình biết đường mình đi lên đó mọi người. Không, mình tí nữa mình lạc hết đường đi lên nữa là xỉu luôn á. Và đây, đập hết cái này ra. Đó, ở bên này sẽ có đồng nữa. Và đập đồng bên này ra. Và hình như dưới này là có sắt nữa mọi người. Sắt nè, đây là sắt đó mọi người. Và cái quặng sắt này đập hơi lâu đó nha. Và mình có nên chế tạo một cái lon nung đồng không ta?
để mình nung mấy cục sắt này ra luôn và để mình chế tạo cây cúp luôn đó mọi người. Mình nghĩ nghĩ xem, cẩn thận nha mọi người. Rồi, để mình bịt cái đầu nước lại luôn đã. Cái đầu nước này hơi khó chịu đó nha, mình sẽ đi hướng tay phải trước đi. Rồi, và đặt đuốc xuống và cái cục quặng này nữa. Đây rồi, đây là quặng phòng thủ. Và ở đây chúng ta có thêm quặng đồng nè, khá là nhiều quặng. Thì trong phiên bản mới này thì kim cương với kim cương với đá điện mọi người không tồn tại ở thế giới thật nữa. Thì kim cương vẫn có ở thế giới thật, nhưng mà ở trái đất đó mọi người. Nhưng gọi là mình phải đánh em boss rắn nó mới ra được kim cương. Khá là khó luôn. Chứ kim cương không có đi đào mai ra nữa đó mọi người. Và bây giờ kim cương chỉ có ở bên vũ trụ thôi, bên hành tinh Horus đó mọi người. Bên đó thì khá là nhiều kim cương luôn. Vài bữa nếu mình gọi là chế tạo đủ đồ, mình sẽ qua hành tinh Horus cho mọi người nha mọi người, để kiếm thật nhiều kim cương, chế tạo giáp kim cương các thứ cho ngầu lò nha mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi mai tiếp thôi mọi người. Ở bên này thì chúng ta sẽ có than này, đào hết mấy quặng than này luôn ra luôn. Và sợ tí nữa sẽ có ở dưới này sẽ có thêm quặng gì ta, cái quặng titan đó mọi người. Nhưng mà chúng ta phải chế tạo cúp sắt mới ra được quặng titan, mới đào được quặng titan. Khá là xui đó nha. Hy vọng làm kiếm được nhiều sắt và mình sẽ đi lên, mình sẽ nung sắt và chế tạo một cây cúp sắt luôn. Ui, ở đây có emerald này mọi người. Lộn, cái này là ngọc gì ta? Ngọc đây là ngọc gì? Ngọc khủng tước mà quên tên loại ngọc đây, rồi mình chơi Minecraft xong mình bị quên tên cái loại ngọc đây, ngọc tên gì rồi mọi người. Quặng ngọc gì mình quên tên nữa. Đá khủng tước đúng không mọi người? Phải cục đá xanh là đá khủng tước đúng không? Có cục đá khủng tước này. Thôi mình nhớ đá khủng tước thì mình kêu đá khủng tước đi. Và đào được luôn. Đấy, cái cục đồng đào được luôn. Ôi giời ơi, mấy em này mạnh lộng hành thật sự. Và đá mình nè. Chưa gì đã full đồ rồi, nhanh thế. Để bây giờ ăn cái này có hồi máu không? Hình như ăn cái đó không hồi máu mọi người. Hình như ăn khoai tây hồi máu hay sao á. Ôi không phải luôn. Ở dưới đây cũng có khá là nhiều. Thêm cái hang ở dưới đây nữa nè. Wow, nhiều hang thật sự. Từ mình đang bị lạc đường đó mọi người. Đi hướng này sẽ về nhà. Đi hướng này sẽ lên chả có gì. Đi xuống này thử. Đó, mình sẽ tạo một con đường cho đi cho mình. Đây, tạo đường này đi. Đặt xuống này. Rồi, đó, ok. Và hướng này chúng ta lại có đồng. Và cái cục này là cục cục đá phòng thủ. Ok, lượm hết luôn. Mấy cục đá này mình cũng khá là cần đó mọi người. Bởi vì gọi là trong tương lai mình sẽ phù phép khá là nhiều vũ khí và nhiều bộ giáp á, nên mình cũng cần mấy cục đá này lắm mọi người. Bởi vì trong bản cập nhật mới này thì chúng ta không có bàn phù phép nữa, mà chúng ta phải phù phép bằng mấy cái cục đá này nè mọi người. Đó lượm. Ở đây chúng ta có sắt này, khá là nhiều sắt luôn. Và mình nhận ra là mình sắp có 3 máu rồi kìa. Ôi, sắp toàn cái nơi rồi mọi người. Nhưng mà mình còn 17 sao lận, chúng ta vẫn có thể sống sót được, không sao hết. Ở dưới này nữa. Chúng ta đập cái cục này ra, ok. Và ở trên này nữa. Rồi, và ok, chúng ta có than ở trên này. Chúng ta mình còn nhiều than không ta? Chắc mình cũng cần nhiều than đó, mà cứ đào đi. Hy vọng mình thì trong tương lai mình không cần đào nữa. Không cần đi xuống đi mai than nữa. Cứ đào thật nhiều vào để tương lai thì mình không cần phải đi tìm nữa. Rồi, đập hết mấy cục quặng đồng này ra luôn. Rồi, trên này chúng ta lại có sắt nữa nè. Lại có sắt và một cục đá màu vàng để mình mới có thấy cục đá năng lượng màu vàng. Trời ơi, tao để mình qua bên này trước đi. Nó khá là nhiều hướng luôn nên mà chả biết hướng nào hết. Ui giời ơi. Mấy em này cứ đánh mình cứ xuất hiện bất ngờ thật sự. Đây rồi. Rồi cục này nữa. Uầy, và cái này nữa. Ui, đây rồi. Mấy em này cứ ra bất ngờ thật sự luôn mọi người. Ui, cái này thành một mỏ luôn à. Một mỏ cục năng lượng luôn à. Nhiều thật sự luôn á. Đây, than nữa nè. Cứ đào hết đi. Và ui, ở dưới này có lava. Cái hang này khá là to rồi. Từ để bây giờ. Ở trên này có đồng nè, mình chưa thấy. Nãy mình không để ý lắm. Ở đây mình đào hết mấy quặng đồng này ra luôn. Ui, cao thật sự nhiều quặng đồng đó mọi người. Rồi, để mình đào hết luôn nha. Đây nữa. Đó, lấy hết luôn, không chừa lại cái gì hết. Ở trên thì chúng ta có cái cục đá năng lượng màu vàng đâu đâu. Để mình mới thấy mà.
À đây đây. Ủa đâu phải. Phải không ta? Ủa đang lượng màu vàng đâu? Nhưng mà ở trên này cũng có khá là nhiều cái màu xanh luôn. Mình sợ mình bị lạc quá mọi người. Nhìn nó rối rồi đó. Mình thấy bắt đầu lại sắp rối rồi đó mọi người. Rồi lại có thêm một đống than nữa. Ôi trời ơi, than khá là nhiều luôn. Rồi để mình cứ mình sắp hết slot gọi là chứa đồ rồi mọi người. Sắp full rương rồi. Mình ăn tí nữa mình ăn cái đùi gà nữa để chờ, tạo thêm chỗ trống. Rồi đặt lên. Rồi và đây là quặng đồng nữa. Khá là nhiều quặng đồng luôn. Nhưng mà mình chưa thấy quặng titan nào luôn đó mọi người. Mình cần thêm quặng titan mà. Ôi, đây có quặng tấn công nữa. Đó, quặng phòng thủ chứ nhầm. Đây, để mình đi lên làm cái quặng phòng thủ là một phát. Mình thấy là mình quên đường về nhà đó mọi người. Ngu ngốc rồi đó. Hay là hơi ngu ngốc rồi, tham lam quá là sao á. Ui, ở đây trên đây có quặng sắt này nè. Đi lên trên đào quặng sắt luôn. Rồi khá là nhiều quặng sắt. Hiện tại thì mới có 13 quặng sắt thôi à. Ít thế nhở. Mình tưởng mình có nhiều quặng sắt rồi chứ. Nhưng mà ai ngờ mình có 13 quặng thôi. Đào cục quặng trên này luôn. Rồi, ở trong đây chúng ta sẽ có thêm đồng. Và cái cục đá phù phép nữa. Đây là cục đá phù ma chứ nhầm. Nó đá phù phép được đá gì trời. Cũng được khá là khá rồi đó mọi người. Mình full. Để mình ăn hai miếng thịt để cho hồi cái độ kia lại luôn. Cái đường này là đường gì nữa? Cái trục trên này mình chưa đào xong. Để mình ui 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 giời ơi, ui giời ơi. Em này rớt xuống mà mình bất ngờ mất hồn đó mọi người. Và đó bây giờ mình đi theo hướng này. Ui, này có mấy em quá vật này. Núp 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 núp. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Núp. Rồi né 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 né. Ui sao nhiều vậy ta? Ở dưới này có một cái căn hầm nữa nè. Uầy. Ở trên này có một cái cục đá. Ui. Lại như thế nữa. Thêm được không? Ok. Và ở trong này chúng ta có những gì đây? Trong này chúng ta mình sẽ bỏ đất đi. Chúng ta sẽ lấy da này. Da quan trọng này. Lấy chỉ này. Chỉ cũng khá là cần. Dầu nhớt. Cái này mình sẽ đi ăn, lấy cái này ăn này. Lấy trái cây này ăn để hồi lại máu cho mình. Lấy cái gì nữa ta? Mình thấy là ổn rồi đó mọi người, bỏ cái này đi. Lấy cái... còn lấy thịt không? Lấy thịt một tí đi. Lấy thịt một tí để mình ăn hồi lại cái thanh năng lượng của mình luôn. Và... hết rồi, lấy cái cục này nữa. Rồi, như vậy là ổn rồi đó mọi người. Để bây giờ mình đi tiếp tục đi thôi. Đào thêm mấy cục quặng này nữa. Đó, mấy cái quặng đồng. Và mình sẽ nghĩ nghĩ xem thử. Đủ chưa, đủ chưa. Ôi giời ơi, mình hết lạc đường không sao mọi người. Ở đây đây, cái hang nãy mình đang vừa đi. Rồi, để mình đập hết một cục này ra đã mọi người. Đồng nè, xong đá năng lượng, các thứ nè, đó. Thì sao con bò liền và đi theo hướng này đi. Bên hướng này thì có gì? Chúng ta là có sắt nè. Có bán anh bán đồ. Ui, anh này bán cái lưỡi cưa này, xịn thật sự. Nhưng mà mình không có đủ sao, có đủ sao là mình không mua đâu. Bởi vì cái lưỡi cưa đó khi nào mình lên vũ trụ mình có thể chế. Mình có thể đào kim cương chế tạo khá là dễ dàng luôn. Rồi, và trên này chúng ta còn lại có thêm sắt. Ui, mình nghe tiếng quái vật. Có là sợ luôn. Rồi, chúng ta có thêm đồng nữa. Chắc bây giờ mình sẽ tí nữa mình sẽ bây giờ mình sẽ đào xong cái này á, mình sẽ kiếm đường đi về để mình cắt hết đồ, mình nung sắt để mình tí mình là chế tạo một cây bằng sắt đó mọi người, để có gì chúng ta đi sâu hơn thì chúng ta tìm được em nhện chúng ta tìm được cái gì ta, mình tìm được cái titan đó mọi người thì mình có thể đào được, chứ bởi vì cây cúc đồng này chúng ta không thể đào được titan. Rồi chắc đi về thôi, đi kiếm đường đi về, mọi đường đi về thôi mọi người. Rồi mình sẽ đập cái này ra. Ui, có cục thịt trong này. Hướng này thì có gì? Bây giờ mình đi tìm đường đi về gọi là một chuyện khá là khó khăn quá nha, chả nhớ đi đâu hết, gãy luôn cái cúp của mình luôn. Ở trên này có sắt này, từ từ chế tạo một cây cây cúp bằng sắt đi. Một bằng đồng chứ nhầm. Đập cái cục sắt như này ra luôn. Rồi. Hình như đường về đường này. Phải không ta?
Ở đây đây, đây xuống, đường về này. Ôi giời ơi, cũng không có gì gọi là khó khăn lắm đâu. Làm sao mình đi lên để mình chế tạo nhưng mình đã có sẵn lò nung bằng đồng rồi. Bây giờ mình nhận nhiệm vụ thử. Cái thành tựu kho tay nè. Được cái thành tựu gì nữa đây? Thành tựu cục đá và cái đuốc. Rồi, ok rồi đó. Rồi để bây giờ mình đi lên. Rồi bây giờ mình đang cho nung đồng và mình đang cho nung sắt nè mọi người. Đó, và bây giờ mình cắt gọn đồ này đã. Mấy cái đồ phủ ma này mình sẽ cắt qua một cái rương riêng đi. Đó, mình sẽ để xếp đồ gọi là chuẩn chỉ nè mọi người. Để lỡ có gọi là chúng ta có thể phân biệt cái thứ á. Cái này thì chúng ta có chỉ nè. Gì nữa ta? Cái cục này nữa nè. Ok, như vậy là ổn rồi đó. Và mình sẽ đợi cái mấy cái này nấu xong rồi mình sẽ bỏ đồ vô nữa. Cái này thì mình sẽ cất cái cục ngọc này vô. Như thế là ổn rồi đó mọi người. Và ok, có 5 sắt rồi. Và mình sẽ chế tạo một cây thì nó đang cần chế tạo cái nồi kìa. Như mình có cái nồi rồi, được không? Cái nhiệm vụ kêu gì vậy? Chả biết nữa. Rồi bây giờ mình sẽ để chế tạo một cái lò nung bằng sắt luôn. Bây giờ mình chế tạo một cây cúp sắt trước đã. Cây cúp sắt đây rồi, chúng ta có một cây cúp sắt rồi, xịn sao con bò luôn. Và để bây giờ mình cắt bớt đồ vào đã. Tự nhiên lại cắt luôn cây cúp sắt cho làm gì. Cắt cây giáo sắt này vô, làm cây giáo bằng đồng. Và nung xong chưa, không sẽ nhồi vô này, lấy thêm sắt nha. Ok, và mình sẽ đợi tí xíu để lấy thêm sắt. Có gì mình đi xuống, lỡ cây cúp sắt mình bị hư đó mọi người, mình có thể đi sửa luôn. Ok, như vậy là ổn rồi chưa ta. Sẽ lấy thêm một stack stick nữa đi, để xuống đó có gì chế tạo đuốc. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới và tìm thêm cho mình những cái quặng xịn sò con bò hơn nha. Và như nãy mình bỏ quên cái giường của mình ở dưới bên phía dưới, sau đó để xuống mình tìm lại thử nếu có không nữa. Mình chả biết mình quăng ở đâu nữa mọi người, sờ xuống nó tìm là hơi bị khó luôn đó. Hãy đi xuống. Ui, có em quái vật trước mặt luôn. Này thì quái vật bên này nữa nè. Rồi, để mình lượm lại. Ok. Và để bây giờ mình sẽ tìm thử cái giường mình nằm ở đâu đó mọi người. Nhớ lại cái giường mình nằm ở đâu chứ. Mình quên, mình quăng nó đâu mất tiêu rồi. Ui, mọi người, mình thấy Titan rồi nè mọi người. Ôi trời ơi, sao gọi là nãy giờ gọi là biết bao nhiêu công sức nỗ lực của mình đi tìm Titan. Thì mình cuối cùng cũng đã tìm được cái viên cục Titan đầu tiên rồi. Thì mấy cục Titan này mình phải xuống ở sâu bên phía dưới đó mọi người thì mình mới tìm thấy được Titan. Ôi, chúng ta cũng có được khá là nhiều đồ nè. Ui, coi em nhện lại gần mình. Chúng ta có thêm da này, để bây giờ mình xem thử quăng được cái gì thì mình sẽ quăng nha. Cái cục kho tay mình không cần nè. Cái gì nữa ta? Mình chưa thấy nè. Cái miếng này mình cũng không cần. Chúng ta có vàng nè mọi người. Rồi được chưa ta? Cái quần sắt, cái này mình không cần nè. Cái bong bóng mình không cần nè. Cái cục kẹo này mình cũng không cần. Rồi, ui, có thêm một cục Titan bên kia nó kìa, khá là xịn sò luôn. Nhưng mà bây giờ mình tìm được về nhà cũng là một chuyện đó. Ok, và cục Titan đầu tiên. Để bây giờ mình đánh dấu chỗ này. Chắc bây giờ tí nữa mình tele về đấy. Chứ bây giờ mình chả đường biết đường về nhà luôn rồi mọi người. Giờ đường về nhà của mình ở đâu thì mình cũng bó tay luôn rồi. Ở này thì cái rương này mình không đập được. Chúng ta có thêm sắt này, đào hết mấy cục sắt này luôn. Và hy vọng mình sẽ tìm được thật nhiều Titan nha mọi người. Đó, này giờ đi gọi là đi cả tiếng đồng hồ mới tìm xuống, tìm được cái cục Titan đầu tiên. Và đây cục Titan thứ hai, hy vọng nó không bị rớt xuống lava. Ok, và để bây giờ mình bắt lắp đá qua và tìm thêm cho mình nhiều cục Titan nữa nha mọi người. Ôi, ở đây có nữa nè, đó. Ui, nhiều thật sự. Thêm một cục Titan nữa là 3 cục Titan rồi. Và mình sẽ đi theo hướng này thử còn không. Ở trên này thì chúng ta có Titan trên này không? Hello, có Titan trên này không? Ui, đây rồi, một Titan nữa. Trời ơi, thêm một cục Titan nữa nè mọi người. Đó. Và mình nghĩ đây rồi, thêm một quặng Titan nữa. Là được 5 quặng. Và đây rồi, và ôi, trên này có Titan nè. Nhưng mà mình sợ bị cái block lava này đâm trúng quá. Mình sẽ đập như vậy đi. Rồi. Rồi, đè thêm một cục Titan nữa. Vậy là chúng ta đã có được 6 cục Titan. Và bên này mình sẽ nghiếu vào bên này thử còn không. Ở đây rồi, 2 cục Titan trên đầu mình luôn. Ngay trên đầu mình luôn mà mình không thấy. Mình phải để ở trên đầu đúng mọi người, không tuột mắt là khá uổng nữa. Đó, được gọi là nhiêu cục Titan rồi. 8 cục, 8 quặng. Khá là ổn rồi đó.
nên chúng ta có sắt nè, chúng ta tập trung đào sắt nha mọi người, sắt với titan, còn đồng chắc mình có thể bỏ qua, bởi vì đồng trên nhà mình khá là nhiều, như đồng cũng gọi là dễ kiếm đó mọi người, nên cũng không cần phải đào hết đâu, mình cũng sắp chặt rương rồi đó. Ok ok, và đập cái này ra. Ui, phía dưới có thêm hai quặng titan nữa kìa. Như thật sự, nhảy xuống một phát. Ê trời ơi, ok ok, và đập hai quặng titan này ra luôn. Mình thấy mình đừng có nên tham nữa mọi người. Chắc mình đi về, đào hết mấy căn đai, mình nhé xung quanh nữa, mình đi về luôn. Chưa tham nữa là gọi là thâm đó mọi người. Thêm nữa thì còn cái nịt nữa mọi người. Ui, từ từ, thêm một cục titan nữa nè. Trời, vừa đi là vừa thấy titan liền. Chả hiểu nữa, mình tính đi về mà chưa đi về được nữa. Cứ đi xíu là thấy titan, chả hiểu luôn. Đâu, ở đây có quặng phòng thủ nè. Đào nốt cho quặng phòng thủ này mình đi về luôn. Không, đặt quặng tấn công với nhầm. Cứ nhầm là quặng phòng thủ hoài. Được, cũng khá là nhiều đã tấn công rồi, đào mấy quặng sắt này tí xíu luôn. Thôi, ok, à, bây giờ mình sẽ đi về thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ quăng cái gì ra ta. Hiện tại thì mình cũng có khá là nhiều đồ. Để mình quăng gỗ ra đi. Mình chế tạo, mình sẽ lấy một cái ống vô cái đây. Đây, mình sẽ lấy một cái quyển dịch chuyển đi về. Không biết là mình còn quyển dịch chuyển không ta. À, may quá mình còn 5 cái quyển dịch chuyển luôn, may thật sự. Tưởng mình hết là mình gọi là xui luôn. Giờ chả biết đường đi về nữa mọi người. Ok, chạy về nhà. Rồi, và mình sẽ xuống dưới. Đâu mình đi ngủ. Giờ mình đi ngủ được không? Ok, đi ngủ một tí xíu cho hồi lại thể lực nữa mọi người. Hồi lại 16, 17 thể lực gì đó là mình có khả năng chạy nhanh tí xíu. Đó, chạy nhanh. Ui, gì chưa chạy nhanh được gì để gọi là đáng ngất rồi. Ui, lắc. Mọi người thấy giật không? Từ từ, mình đang load map nó khá là giật đó mọi người. Rồi, mình đã ổn định lại tí xíu đó. Và ok, sắt ở trên này cũng gọi là đã nung được khá là nhiều rồi. Để bây giờ mình sẽ cắt bớt đồ vô. Chúng ta trên này thì chúng ta có da cái thứ này. Ui. Mình sẽ cất hết mấy cái quặng phòng thủ tấn công này vào trong luôn. Khá là nhiều đồ trong này. Có cái quặng đây nữa nè. Quặng đây là quặng gì mình cũng chả biết nữa. Cục thịt thúi nữa nè. Có một cục thịt thúi mình sẽ quăng vào đây luôn. Tên nhện, nói chung là quăng mấy đồ linh tinh vào trong hết nha mọi người. Ok, và bây giờ mình có cũng khá là nhiều sắt rồi. Được 23 cục sắt. Bây giờ mình sẽ chế tạo một cái chúng ta chế tạo được cái lò nung bằng sắt cho ta. À đây rồi, lò nung bằng sắt. Rồi, và với cái lò nung sắt này thì mình sẽ đêm đặc biệt nữa gì rồi. Mình sẽ gọi là có thể nung được khối titan nha mọi người. Rồi, và để bây giờ mình lấy mấy cục than này đã. Mình còn than không ta? Hết than luôn rồi à. Ôi gì ơi, gì mà mới gì đã hết than rồi. Ôi kìa, hết than nhanh thế. Quăng vô đây, đó. Và bây giờ mình có thể nung được khối titan rồi đó mọi người. Xịn. Và để bây giờ mình sẽ cho khối titan ra và từ trong khi đó thì mình sẽ nung mấy quặng sắt và quặng đồng bên này đi. Đó, ok rồi đó, xịn sò đó. Đó, được khối titan rồi nè, được quặng titan rồi nè, xịn chưa. Và để mình quăng cái này vô. Và hiện tại chúng ta được 4 quặng titan. Ok, xịn thế ta. Đây, với cái quặng titan này mình có thể chế tạo khá là nhiều thứ. Đầu tiên mình sẽ chế tạo gọi là nâng cấp đồ titan lên nha. Sẽ chế tạo một cái búa titan mọi người. Bởi vì với cái búa titan thì chúng ta có thể búa titan đâu ta? Đây, có cái búa titan này. Ủa, đây là búa sắt mà. Phải từ búa sắt mới chúng ta có thể lên được búa titan. À, đây là cái búa sắt, chúng ta sẽ có thêm những cái công thức mới đó mọi người. Đây, chúng ta sẽ có thêm gọi là đồ sắt nè, gọi là mấy đồ titan nè, xong rồi gọi là đồ công cụ các thứ tùm lum hết, khá là nhiều thứ luôn. Đây thì còn gì? Đó, nói chung là chế tạo được nhiều thứ. Và với cái này thì chúng ta mới có thể up lên được bàn titan. Cái này là bàn sắt đúng không? Đúng rồi. Và với cái này thì chúng ta mới có thể up lên được búa titan. Đó, là cái búa titan. Đây là cái búa titan. Búa titan thì chúng ta có thể tới chế tạo dép đồ kim cương này. Xong rồi mũi khoan, cái thứ con đại điểu, rất là nhiều thứ luôn. Mũi khoan đồng này, tên lửa, cái thứ này khá là nhiều đúng không mọi người? Đây, mấy cái đồ dụng cụ titan nữa. Rồi thì với cái từ từ mình đi ngủ tí xíu là trời nó tối rồi mọi người. Trời tối rồi mình đi ngủ tí xíu. Đó, cái búa titan này khá là xịn sò luôn đó mọi người.
Trong thì ok, trong thời gian diễn tập mình sẽ cố gắng đi tìm thêm thật nhiều titan nha mọi người, để trong tập sau mình sẽ chế tạo những cái vũ khí titan, các thứ gọi là đồ titan cho nó ngầu lòi nha mọi người. Ok, còn bây giờ thì chắc mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay á thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ, và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nhé. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.